Đây là tà thuật bị cấm từ ngàn năm xưa. Muốn luyện ra linh miêu phải dùng rắn hổ mang về miệt cày để học viết. Chờ tới đêm trăng tròn làm lễ nhập vía, luyện ra linh miêu dẫn đường cho mới nhập trạng và định đoạt ác nghiệp càng lớn thì báo ứng mà quỷ diệu rắc sẽ càng thê thảm. Ah!